sơn này cây lồng à, lấy cây ở mẫu sơn nào ông? Ồ, trên mẫu sơn trên bản khoai ấy, gọi là cây mẩy lầu mẫu sơn này đó. Trên bản khoai là lập bịa lập các kiểu ghê nhỉ? Ồ, bản khoai là đúng bó nục bó păm nhỉ? Bó nục thôi. Bó nục à? Bó păm là bên trên cầu 20 rồi. Cái nhà mình là được bao nhiêu năm rồi nhỉ ông nhỉ? Hơn 100 gọi là khoảng 105 thế này. 105 năm à? Ờ, 105. Thế giờ cổ. Mấy năm trước được 99 rồi đấy. Lên VTC 10. 6 năm trước là được 99 rồi. À, thế là VTC 10 cũng vào đây quay à? Quay lên thì lâu rồi chứ. À, thế là cho cháu cũng không để ý bên kênh đấy nhỉ? VTC 10 ấy. À, kênh là thời sự luôn. Ờ, thời sự lên VTC 10 ấy. Về sau nó bảo chắc là chuyển qua bên... Chào mừng các bạn đã đến với huyện Lộc Bình. Thì là đây là mình đang cái vừa rồi mình có một cái video rồi đấy, thì là mình là đi quay cái nhà bác ở đầu làng ngoài này rồi. Thì là có hai tầng mà có cái sảnh đẹp ấy, cái hành lang đẹp ấy. Thì bác đấy nói ở trong này là còn rất nhiều nhà cổ và đẹp ấy, mà ở trong đây là toàn bộ toàn là nhà chỉnh tường hết đấy. Thì bác đấy có chỉ dẫn mình vào đây là cái nhà ngôi nhà đây được là một thế kỷ rồi. Được một thế kỷ và qua bao nhiêu đời rồi đấy. Đây mình sẽ quay tổng quát qua một loạt ở cái khu bên này nhá. Tiếc là mình không có flycam để quay đây. Nếu các bạn nào có flycam muốn đến đây quay thì là mình sẽ cho địa chỉ. Mình sẽ ghi là địa chỉ ở bên dưới nhá. Đây, ở đây là khu này là toàn là nhà 2 tầng bằng đất hết đấy. Bên kia cũng nhà 2 tầng, có cái sảnh. Toàn khắp là làng nhà chỉnh tường hết đấy. Đây trên là còn có lố các kiểu ấy. Theo mình được biết thì hình như cái nhà này trước là cũng có là chống tàu, chống các kiểu ấy. Trên mình là đây là đang chỗ đây là gần Trung Quốc. Nên là thời xưa hình như chống tàu thì cũng chạy tàu ấy, thì hình như cũng có vết đạn bắn vào đây rồi. Thì mình cũng theo như là các bác ở nhà bên ngoài ấy, thì là nói là như thế. Bây giờ mình sẽ vào bên trong là quay cho các bạn xem như thế nào. Đây ở bên ngoài, đây là sảnh ngoài. Vâng, cháu chào bà. Đây là ở bên ngoài. Vâng. Đây là bên ngoài là phòng khách này. Nhà cổ người ta ngày xưa hay làm cái gian này. Ừ, gian để tiếp khách, phòng khách. Chỗ em có một cái nhà nó cũng có cái gian như thế này. Nhưng cái nhà đấy không biết bao nhiêu năm. Đây là cái gian phòng để tiếp khách này. À, giường ngủ cho là khách. Đây là giường ngủ cho khách bên ngoài vào này. Còn đây là ở bên trong nhà, nhìn ở ngoài chật chật một tí nhưng trong là rất là rộng. Mấy cái cột gỗ đây, những cái cột gỗ này là toàn là gỗ tốt đấy, gỗ cổ đấy nhỉ. Hơn 100 năm rồi thì quá là tốt chứ còn gì nữa. Cây mẩy lầu trên mẫu sơn này. Cây lầu à, lấy cây ở mẫu sơn hả ông? Trên mẫu sơn, trên bản khoai ấy, gọi là cây mẩy lầu mẫu sơn này đó. Trên bản khoai là lập bịa lập các kiểu ghê nhỉ? Bản khoai là đúng bó nục. Bó păm nhỉ? Bó nục thôi. Bó nục à? Bó păm là bên trên cầu 20 rồi. Cái nhà mình là được bao nhiêu năm rồi nhỉ ông nhỉ? Hơn 100. Gọi là khoảng 105 thế này. 105 năm à? 105. Thế giờ cổ. Mấy năm trước được 99 rồi đấy. Lên VTC 10. 6 năm trước là được 99 rồi. À, thế là VTC 10 cũng vào đây quay à? Quay lên thì lâu rồi chứ. À, thế là cho cháu cũng không để ý bên kênh đấy nhỉ? VTC 10 ấy. À, kênh là thời sự luôn. Thời sự lên VTC 10 ấy. Về sau nó bảo
chắc là chuyển qua bên bên năm ấy, nhưng mà không thấy bên năm chiếu, thấy VTC 10 chiếu rồi. VTC 10 ừ. Đấy là của ngày xưa, cách đây lâu chưa nhỉ ông nhỉ? Cách đây vài năm rồi, 6 năm rồi. VTC 10 là vào quay cái quay gọi là Minh, quay Minh này đưa về về có người hỏi cái gì Lan. À thế là ông vẫn nhớ với nhỉ, vẫn nhớ người quay với nhỉ? Người Hà Nội lên đó. Người Hà Nội lên đưa mấy Lan đến rồi Yên Bái này là sân lái. VTC 10 nhỉ. Bà cụ là đang là trông gà, không cho gà ăn thóc ấy. Đấy, đang kiểu là vừa vụ mùa về thì đang gặt. Cái quần tháo mấy cái lỗ này, cái nhà hồi xưa ở trống giặt ngoài sông mới về mấy cái lỗ này. Mấy cái lỗ này hồi xưa nó cũng có, nhưng mà bây giờ mình bịt vào thôi, sau phải chín thì mình mới bịt vào. Thế là cái lỗ này hồi xưa nó ở trên có. Cái này vẫn thủng nhưng mà bịt vào thôi đấy, không bị bịt vào. Đây là có một lỗ, theo như bác bịt vào thì mình gõ chắc chắn nó sẽ kêu các bạn. Bịt vào rồi. Kêu, bịt miếng gỗ kêu. Chống giặc ngoài sông, chống giặc cướp các thứ vậy. Lỗ đấy là để mình ấy ra bắn à? Nhìn thấy, đóng cửa thì nhìn thấy. Nhìn ở bên ngoài. Phát hiện được có giặc hay nước, không? Vâng, đây là cũng có cái lỗ đấy. Đấy, thế là lỗ. Sao bịt vào. Thế là trước là kênh VTC 10 là quay lên là cũng... quay nó, xé ra, quay là nhìn. Lỗ này thế này. Coi cái năm này. Xa trong nước. Thì mình sẽ vào trong bên trong một chút nhá. Cháu xin phép vào là vào trong quay một chút nha bác. Được, nhưng mà không lên gác đâu, ở trong ở dưới. Vâng, cháu quay ở bên dưới đây. Vâng, cháu không lên chuyện. Đây thì mình sẽ vào tham quan bên trong một phòng vòng. Đây là gian bên trong. Khỏi là gian cái uống nước ấy. Đây là có cây gỗ cổ. Như bác lúc nãy là nói bảo lễ trên mẫu sơn ấy cũng được hàng lâu rồi, từ đời cổ của các cụ ở đây. Đấy, đây là một vòng cái nhà đấy. Nói chung trên là nông thôn của mình ấy, thì lúc nào cũng như thế này thôi. Ở đâu những người trong nông thôn thì lúc nào cũng như thế đấy. Với những cái làm ruộng ấy, trên mình chỉ là làm ruộng nhiều ấy, nên là phải có chỗ rộng như thế này là để thóc các kiểu thôi. Còn nếu mà chật thì cũng không để thóc được. Còn đây là bà đang quét bếp. Vâng, bà là đang quét bếp. Còn bên đây là có gian bếp, tiếp theo là đến gian bếp. Vâng, bà. Vâng, thế bê ông bà khác ở một mình đấy à? Hay là còn có con cháu ở cùng ông bà? Các cháu ở xa. Con dâu con gái ở xa hết đi. Thế là ông bây giờ ông bà khác ở một mình thôi. Còn bà cụ ở ngoài nhỉ. Đây là cái bếp đấy. Cháu ở đâu về quay ạ? Cháu ở Lộc Bình đấy bà. Vâng, cháu ở Lộc Bình. Trước quê của cháu là cũng ở Tú Đoạn này đây bà. Vâng, cháu ở Pò Mới. Nhà chuyển ra Lộc Bình ở rồi bà. Chắc ra lâu rồi. Vâng, cháu ra từ còn bé, bố mẹ cháu là để cháu ở ngoài rồi. Vâng, cháu để ngoài thị trấn. Vâng, bà cứ quét đi. Vâng, cháu không vướng. Đi lâu thế này không biết là
Vâng, cháu chỉ nghe được thôi, không nói được đâu bà. Nghe được tiếng tày, dân tộc Nùng Nho chỉ nghe được tiếng tày đấy. Đây là bên là bếp củi, kia là có củi đây. Đây là toàn là củi các kiểu ở rừng đấy. Còn đây là cái bếp. Đây là bếp. Bếp có từng tầng một các bạn ơi. Đấy, bếp có từng tầng luôn. Và hình như đây là theo mình nhìn, hình như là mỗi cái khuôn của một bếp là một nồi ấy sao đấy. Đây cái nồi đây một hố tròn bé nhá. Mà đây lại hố to hơn. Là thông ống khói lên đây. Ống khói là chung cái bếp ở giữa. Đây sẽ lên lên bên kia đấy, cái bức cao cao để bởi vì hơi chói nắng vào ấy nên là mình quay là nó không được nét lắm. Đây còn phía sau đây là một phòng nữa là thông ra bên gọi là đằng sau vườn. Nhà mình cũng không quay vườn làm gì, mình chỉ vào chủ yếu là quay nhà bác đấy đấy cho các bạn xem thôi. Và đây có những cái lỗ này thì đấy cũng khắp tường, hình như mình thấy ở đâu cũng có cái lỗ này đây. Đây có lỗ này với lỗ bên đây. Đấy, cứ bức tường thẳng thông ra cửa ấy, như mình thấy ở đâu cũng có cái lỗ như thế. Đây thì là theo như mình được biết thì các nãy bác nói bảo là tường cũng gọi là chống chống là địch ấy, ngày xưa đấy. Mình là chat qua ngoài. Hồi xưa nó trình nó cũng to rộng có cái khuôn tường này trình cũng hơn 40 cơ. Thế là khuôn tường trình là cũng rộng đấy nhỉ, 40. Hơn 40 đấy. Ông là năm nay là được bao nhiêu tuổi ạ à, ông? 60. 60 tuổi vâng nhỉ. Bà cụ chắc phải tầm 90 tuổi đấy nhỉ? Không, 81 này à, 80-81 vừa mới được à. Bà này, chứ bà lúc trước vào đây có chú này, nhà này nó cũ rồi đó, cái này hơn 100 năm rồi mẹ. Yeah. Thời ông cụ ấy còn trẻ, nó làm rồi. Mất thì mình mới sinh. Là cái nhà này là hơn tuổi ông với bà cơ. Bà ông qua nhà năm nay mới được 80-81 này. Tay 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 81 ông già ấy cũng ngang tuổi bác Hồ. Tay 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 chủ là tám tuổi ư? Ừ. Thế là ông cái nhà này là lớn tuổi hơn cả ông. Ừ. Nhà này là ba đời ở. À, ba đời. Ông là đời thứ ba nhỉ? Ừ. Nên lại đời con đời cháu nữa lại thành đời thứ tư ấy. Ờ, ông cụ làm ấy, ông cụ làm coi như là bắt đầu đến đời bố mình, đời mình đời thứ ba, bây giờ con ở nữa là đời thứ tư luôn. Thì là lâu năm đấy, nhưng mà nó vẫn còn chắc, nó vẫn còn chưa nứt gì, rất là bền luôn. Softly không thấy rồi. À thì chụp cái gì ạ ông? Cái giường hồi xưa coi là nó ở bên Trung Quốc cơ, thời Trung Quốc về khắc làm hai con rồng. Đúng là cái cạnh này à. Như cái giường này cũng lâu lắm rồi chứ. Thế là ai từ thời 80 ấy. Ai chụp bảo ông? Thấy cái giường này cháu thấy là VTC lâu rồi. Lên chụp này. À, kênh VTC 10. Ờ, nhưng mà cái thời mình vứt đi rồi, vứt cái giường ấy rồi.
Bây giờ mới kê giường này. Cái giường này cũng phải lâu rồi, tại vì ngày xưa người ta mới làm giường kiểu này, vẽ chim bồ câu như này. Cái này thời 82 rồi bao nhiêu ấy. Cái bằng năm 69 được không? Thấy nhìn ngắm đi. Đấy là cái ngôi làng đấy, toàn là nhà chính tường hết á. Từ đầu làng đến cuối làng là toàn là nhà chính tường đây. Mà đa số hình như mình thấy là toàn là nhà 2 tầng. Mình sẽ là đi dần dần ra đây. Từ đây ra đến cái nhà đầu tiên mà mình mới vào ấy. Cho các bạn xem nhá. Mình cứ đi từ từ ra đây. Đây là từ đây ra, mình đây đang quay đây, từ đây ra là suốt một loạt toàn là nhà trình tường đấy. Đây. Đúng toàn nhà 2 tầng hết đấy. Loạt luôn, có mỗi một nhà vừa mới xây. Còn là nhà chính tường bạ. Đây là toàn những bức tường rào các kiểu đổ hết rồi đấy, thì họ thấy lại đây, xây lại đây. Rất nhiều nhà trình tường luôn. Phải đi anh. À vâng. Đây là đến những cái nhà đầu tiên của mình đấy. Đang